Việt Anh xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin chiến sự của kênh 60 giây tình hóa. Mở đầu bản tin là một cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine, được ghi lại từ bodycam của các binh sĩ Nga. Trong video, các binh sĩ Nga đã trúng phải đạn chùm khi giao chiến tại tỉnh Zaporizhia. Tiếp đến là video cho thấy giao tranh khốc liệt vẫn đang tiếp diễn ở thành phố Toretsk giữa Nga và Ukraine. Да, кстати, попал четко. Прям туда, ебаный стыд, Video này cho thấy, trong một cuộc giao chiến, binh lính thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 104 của lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kursk. Thông tin trong video này cho hay, đây là chiến dịch thứ 12 của lữ đoàn Azov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của Nga theo hướng Toretsk. Và đây là cảnh đại đội tấn công bằng drone của lữ đoàn cơ giới số 47 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMD-2 của Nga. Chiếc xe đã bị drone FPV tấn công bằng đạn nổ mạnh, dẫn đến một vụ nổ cực lớn ngay sau đó.
Video này cho thấy 5 khẩu pháo M-Stabi của Nga theo hướng Toretsk đã bị lữ đoàn pháo binh số 45 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy. Binh lính Ukraine thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 104 đã phối hợp ngăn chặn thành công một xe chiến đấu bộ binh trong một cuộc tấn công của Nga tại khu vực Kursk. Chiếc xe bị đánh chặn, còn kiếp lái đã may mắn thoát nạn. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video cho thấy cảnh phục kích đoàn xe của Ukraine ở Safonovka, phía tây bắc thị trấn Kaichuk vào giữa tháng 8 năm 2024. Đây là mũi tiến công phía bắc của Ukraine vào Kursk. Kênh truyền thông Nga RV Volkhov viết như sau. Trên mặt trận Kursk, hai chiếc xe BTR-82A của thủy quân lục chiến Nga đã tấn công một đoàn 19 chiếc xe của NATO trực thuộc lữ đoàn số 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Những chiếc xe khác đã phải rút lui.
Và đây là hình ảnh một số chiếc xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy được Nga công bố. Video cho thấy các UAV cảm tử của Ukraine săn lùng và tấn công các phương tiện vận chuyển hậu cần của Nga ở tỉnh Kursk. Video cho thấy 41 drone trinh sát với nhiều phiên bản khác nhau của Nga bị đơn vị drone của lữ đoàn 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đánh chặn. Video này cho thấy một vụ ném bom khác của Nga vào khu dân cư tại quận Ryuk thuộc vùng Kursk. Sự việc được ghi lại từ camera hành trình của một người dân khi họ đang di chuyển ra khỏi khu vực này. Вот
даже подвал горел. По-любому туда, видишь, я залетел, зажигал. На, вот так люди уехали, да? Да. И на пепелище. Đây là cảnh một chiếc drone đang chuyển nước uống và thực phẩm tới tiếp tế cho quân lính Ukraine ở khu vực thành phố Vostochny. Video cho thấy đơn vị Kryla Omega thuộc lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy một chiếc xe tăng của Nga ở khu vực Kursk. Còn video này cho thấy, binh lính thuộc Lữ đoàn Không quân Độc lập số 46 của lực lượng vũ trang Ukraine tiêu diệt bộ binh và phá hủy thiết bị của Nga ở Donetsk. Lữ đoàn tác chiến số 15 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy xe chiến đấu bộ binh BTR-82A của Nga theo hướng Bokhorovsk. Toàn bộ kiếp lái và lực lượng đổ bộ đã bị tiêu diệt. Đây là một hoạt động rà phá bom mìn được thực hiện bởi các binh lính Ukraine nhằm đảm bảo an toàn cho các khu vực sau những cuộc giao tranh. Và đây là cảnh chiếc xe tăng chủ lực Challenger 2 do Anh cung cấp cho quân đội Ukraine đang di chuyển phía sau tiền tuyến. Video này được quay bởi một người lính Nga sau khi anh ta di chuyển đến một hầm trú ẩn. Anh chia sẻ, trong số 16 người, tôi là người duy nhất còn lại. Đội của anh đã được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 người. Anh không đầu hàng làm tù binh chiến tranh mà đã chạy băng qua khu rừng trong trạng thái choáng váng vì bom đạn và cuối cùng cũng tìm đến được vị trí của các binh sĩ Nga khác. Anh đã mất 4 nhóm rồi anh bạn, nhóm 4 người. Vâng, tôi có thể nói rằng tôi là người duy nhất còn lại, 16 người và chỉ còn lại 1 người. Những người đó đã rời đi và mỗi người mang theo 6 lít nước, không còn nước ở đó nữa. Tôi không biết nữa. Tôi là người chỉ huy ở đó và tôi nắm quyền kiểm soát. Trò lừa đảo khủng khiếp này đã đến hồi kết. Tôi không nhớ ở đâu, tôi đã đến đó bằng cách nào.
Tôi hiểu tất cả những gì xảy ra với anh và người của anh. Vâng, tôi đã đến đó, tôi sẽ nói thật. Tôi nghĩ tôi đã đến một nơi giống như cái thùng rác. Tôi đã nghĩ là hầm trú ẩn ở dưới đất. Và chúng tôi không còn cười được nữa. Khi trời tối là lúc tôi chạy trốn. Tôi sẽ rời đi. Họ đang dụ dỗ mọi người quay lại để chiến đấu. Còn trong video này là một tình nguyện viên người Bồ Đào Nha có biệt danh là Tuga, đang chiến đấu trong hàng ngũ Azov chia sẻ. Đây là những gì người Nga làm. Họ đang giết chết sự sống ở nơi họ đi qua. Người châu Âu, hãy nghĩ về những gì có thể xảy ra với con cái của các bạn, với bạn bè của các bạn và gia đình của các bạn nếu chúng ta để điều này xảy ra. Người dân ngày nay đã có thông tin từ tiền tuyến, phần nói rằng mọi người bảo đây là giả, cuộc xâm lược chưa bao giờ xảy ra. Tôi đã nghe người ta nói bây giờ rằng không, cuộc xâm lược này chưa từng xảy ra. Thành phố này từng là một thành phố tốt, một thành phố công nghiệp. Bây giờ bạn thấy gì? Nó hoàn toàn bị tàn phá. Vậy đấy, không còn sự sống. Đây là những gì người Nga đã làm. Họ hủy diệt sự sống ở nơi mà họ đi qua. Nếu các bạn muốn điều đó xảy ra với châu Âu của mình, nếu các bạn muốn điều đó xảy ra với thành phố, đất nước của các bạn, được thôi, hãy đừng giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự chiến đấu. Tôi ở đây để giúp những người cần được giúp đỡ. Điều tôi muốn nói với người dân châu Âu là hãy thật sự suy nghĩ về những gì bạn thấy và suy nghĩ về điều đó có thể xảy ra với con cái, bạn bè và gia đình của bạn, với ngôi nhà của bạn, nếu chúng ta để điều này tiếp tục. Kết thúc bản tin là video cho thấy đơn vị đặc biệt có tên là ATE thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang hỗ trợ sơ cứu cho các binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến. Những cái ôm ấm áp được trao như lời động viên, khích lệ cho những người đã chiến đấu hết mình vì quê hương Ukraine.